Chào anh em, nay mình lại có sự kiện của Kun tại thành phố Bà Rịa. Và chỗ mình làm đó là trường tiểu học Trần Văn Quang ha. Rất đông các bạn nhỏ ở đây để chờ xem chương trình. Các bạn có biết được chương trình này không? Nói chiều nay có màn so găng với lại Đỗ Kim Phúc trên sân khấu và lớp trưởng Cô Tin, mọi người cùng chờ xem nha. Là xong nhiệm vụ tại sự kiện Kundes, trường tiểu học Trần Văn Quang. Bây giờ mình lên đường đi Vũng Tàu. Mình sẽ ra một sân bóng tại Vũng Tàu xin đá bóng kẻ. Giờ thì mình đã tới khách sạn rồi, book một phòng để ở lại một đêm tại Vũng Tàu. Từ khách sạn mình có thể nhìn thấy toàn thành phố Vũng Tàu phía bên này và biển ở phía ngoài kia, rất đẹp và xanh. Nhìn xuyên qua cửa sổ. Hay là giờ xuống biển chơi ha. Bên kia là núi, tượng Chúa Giang Tây. Qua đã. Lâu lắm mới ghé lại Vũng Tàu vào một buổi chiều nắng rất là đẹp như thế này. Quá đã luôn. Giờ thì mình lên sân banh rồi, để vô xin kiếm kèo đá banh. Kiếm kèo đá banh, kiếm đội nào xin đá ké chắc là sẽ được một kèo đá ké. Cứ đi xin là được. Năm đá một chụp. Khung thành thì khung thành của sân futsal dành cho bóng đá 5 người. Bóng thì xài bóng size 4, bóng nảy. Rất là lạ đúng không anh em? Em trên Sài Gòn xuống đây chơi, rồi đang không có kèo đá banh, xin đá chung được. Thấy đội anh thiếu người. Được anh. Cho em vô đá chứ hả? Vô! Yeah! Rồi ok, em vô nha. Rồi.
giờ là ngày hôm sau rồi, mình đã về khách sạn nghỉ ngơi và giờ chuẩn bị lên xe trở về Sài Gòn. Thì mình đã có một cái trải nghiệm bóng đá cũng khá thú vị tại thành phố Vũng Tàu. Đi tới sân banh rồi xin người ta đá ké này nọ, được cho đá luôn. Và cũng có những cái pha bóng ghi bàn, rê dắt cũng khá hay ho. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like nha. Bóng đá ở Vũng Tàu thì cũng có một đặc trưng khác với lại Sài Gòn mình hay đá. Nhất là sân rộng hơn tí xíu. Người thì đá 6v6 chứ không phải là đá 5v5 như ở Sài Gòn. Bóng, đặc biệt quả bóng nha, là quả bóng size 4, bóng nảy. Không phải quả bóng size 4 mà bóng chì, bóng nặng nha. Cũng không phải bóng size 5 của sân 7 người với 11 người luôn. Cái quả bóng đó thì nó sẽ nhẹ hơn và điều khiển cũng sẽ hơi khó khăn hơn những quả bóng khác. Và sút thì rất là căng, rất là mạnh luôn. Và đá 6v6 nữa, chiến thuật nó cũng khác lạ với lại thường mình hay đá 5v5. Đó là một cái trải nghiệm cũng nó thú vị đối với mình khi mà xuống Vũng Tàu đá bóng như thế này. Lúc đầu mình đá cũng thấy hơi khó khăn tí xíu, nhưng mà một khoảng thời gian sau mình thích nghi dần và cảm thấy tự tin mà thi đấu tốt hơn. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi các video clip trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.